Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2021 với sự tham gia của 19 thí sinh. Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 6 nội dung thi gồm trắc nghiệm, tự luận, soạn giáo án, thực hành bài giảng, xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo, nhiệm vụ tác chiến phòng thủ và xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong tác chiến phòng thủ của đơn vị. Trong phần thi thực hành thuyết trình bài giảng, các thí sinh lựa chọn chủ đề tập trung vào các nội dung như quân đội với nhiệm vụ xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của quân nhân trong tham gia ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống hiện nay, quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cần kiệm liêm chính trong xây dựng đối ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang quân khu. Thông qua hội thi lần này nhằm đánh giá trình độ năng lực, nhất là kỹ năng hoạt động, công tác đảng, công tác chính trị của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp, là dịp để cán bộ trao đổi học tập kinh nghiệm, những cách làm hay sáng tạo, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng để tạo nguồn phát triển cán bộ trong thời gian tới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.